Quý vị thân mến, trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại Việt Nam thì Tôn Phương Nam là một trong những thương hiệu được người tiêu dùng tín nhiệm và bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Các sản phẩm của Tôn Phương Nam đều được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản. Và trên thị trường thì Tôn Phương Nam được giới chuyên gia đánh giá là một trong những doanh nghiệp luôn dẫn đầu trong cuộc đua về công nghệ và chất lượng. Vậy thì người tiêu dùng nghĩ sao về cảm nhận của sản phẩm Tôn Phương Nam? Xin mời quý vị cùng theo chân Nhã Phương đến với triển lãm quốc tế Việt Build để chúng ta cùng lắng nghe đánh giá của người tiêu dùng quý vị nhé. Trang của mình tại hội chợ Việt Build năm nay. Dạ, em là Nhã Phương, em đến từ chương trình Cà Phê Tech ạ. Và ngày hôm nay thì Cà Phê Tech cũng rất là muốn tìm hiểu những công nghệ mà Tôn Phương Nam đang sử dụng. Không biết là Nhã Phương có thể tham dự vào cuộc trò chuyện này được không ạ? Cảm ơn Nhã Phương, chào đón em đến gian hàng của Tôn Phương Nam. Dạ. Đây có phải là một vị khách hàng thân thiết của Tôn Phương Nam không ạ? Đúng rồi em. Dạ. Tôi đã đồng hành với Tôn Phương Nam từ ngày đầu thành lập. Dạ. 25 năm rồi, đúng là một vị khách hàng lâu năm và thân thiết của Tôn Phương Nam. Vậy thì hiện tại Tôn Phương Nam của mình đang có những sản phẩm nào tối ưu và đang sử dụng công nghệ gì trong quy trình sản xuất ạ? Hiện tại thì Tôn Phương Nam của anh đang sản xuất theo tiêu chuẩn GIS của Nhật Bản. Thì tại hội chợ điện lạnh năm nay thì mình đang có những cái sản phẩm như là tôn lạnh, tôn kẽm và sản phẩm chủ lực của bên anh tại khu phía Nam đó là tôn mạ màu. Bên Tôn Phương Nam của anh sản xuất từ tôn mạ màu có chất lượng thông dụng như là bình dân cho người tiêu dùng đến những cái phụ tôn mạ màu có chất lượng cao dành cho công trình đòi hỏi những cái chất lượng cao, ví dụ như dòng bình thường thì có hệ sơn polyester hoặc cao cấp hơn là có super polyester hoặc là BVDF. Thì hiện tại dòng BVDF là dòng tôn cao cấp nhất trong hệ sơn mạ màu của mình. Đây là những cái dòng tôn mạ màu sử dụng cho công trình tại Việt Nam. Ngoài ra thì bên anh cũng có sản phẩm ví dụ như là tôn mạ sapphire sóng ngói và tôn kẽm đổ sàn dành cho công trình chất lượng cao. Với những sản phẩm của Tôn Phương Nam như vậy thì chú Hải có đánh giá như thế nào về sản phẩm của Tôn Phương Nam so với các sản phẩm khác trên thị trường? Tôn Phương Nam á, cái màu chuẩn, bền màu, không bị lệch màu. Cái độ dày của tôn á, lúc nào cũng có bị là thấm quá. Giá của Tôn Phương Nam á thì sẽ rất cái phù hợp với các nhà đầu tư. Tương đương cái dòng sản phẩm của mình á thì là cao cấp hay là thấp thấp đều có giá cái giá tiền của nó mà đáp ứng được cái nhu cầu của nhà đầu tư. Vậy thì với cái sản phẩm chất lượng như vậy thì Tôn Phương Nam chắc chắn sẽ có những cái chính sách hậu mãi dành cho những vị khách hàng thân thiết và lâu năm giống chú Hải đây đúng không ạ? Chắc chắn rồi, thì hàng năm bên anh có tổ chức những cái chương trình du lịch nước ngoài dành cho đại lý cấp 1 giống như công ty Hoàng Thành. Xin cảm ơn anh và cảm ơn chú đã dành thời gian cho buổi trò chuyện đầy thú vị cùng với Cà Phê Tech trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị thân mến, với công suất và công nghệ dẫn đầu đang được áp dụng thì những nhà máy sản xuất của Tôn Phương Nam đã và đang góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành thép Việt Nam cũng như vươn ra thị trường thế giới.